Các bạn đang xem tin tức thị trường xe hơi Việt trên kênh YouTube Ô tô giá rẻ. Mẫu SUV đô thị bán chạy nhất trong tháng 4 năm 2021. Kia Seltos, Toyota Corolla Cross, và Hyundai Kona là những mẫu SUV đô thị bán chạy nhất trong tháng 4 của năm 2021. Phân khúc SUV đô thị hạng B tại thị trường Việt Nam đang ngày càng giàu tính cạnh tranh bởi đây là nhóm xe hợp thị hiếu và được người tiêu dùng quan tâm. Phân khúc này trở nên hấp dẫn hơn kể từ khi Kia Seltos và Toyota Corolla Cross xuất hiện. Cùng với Kona, ba mẫu xe này đã tạo thành một cuộc đua về doanh số qua nhiều tháng. Đứng đầu bảng là Kia Seltos bán được 1.318 xe. Kia Seltos tiếp tục cho thấy phong độ bán hàng rất ấn tượng. Trong tháng 4 có tổng cộng 1.318 xe Kia Seltos được bán ra thị trường. Đã giảm 284 xe so với tháng 3. Tuy nhiên, mức doanh số này vẫn giúp cho Kia Seltos dẫn đầu trong nhóm SUV đô thị hạng B và đứng thứ 6 trong toàn thị trường. Mẫu xe này có giá bán 599 cho đến 719 triệu đồng. Mẫu SUV hạng B Hàn Quốc được người tiêu dùng Việt Nam ưa chuộng nhờ thiết kế bắt mắt, trang bị tiện nghi khá tốt và giá bán cạnh tranh. Kia Seltos được trang bị động cơ 1,4 lít tăng áp, hộp số tự động liên hợp kép 7 cấp, công suất 138 mã lực và mô men xoắn 242 Nm. Dưới vị trí thứ hai là Toyota Corolla Cross, doanh số bán ra là 940 xe. Bám sát ngay sau Kia Seltos là Toyota Corolla Cross với doanh số bán hàng trong tháng 4 đạt 940 xe, đã giảm 450 xe so với tháng liền trước đó. Sự suy giảm này khiến cho Toyota Corolla Cross chấp nhận đứng sau Kia Seltos và đứng thứ 9 trong toàn thị trường. Dù vậy, mẫu xe này vẫn cho thấy phong độ bán hàng khá ổn định sau khi mất hút hồi tháng 1 Toyota Corolla Cross trở lại mạnh mẽ và xuất hiện trong top 10 xe bán chạy trong 3 tháng liên tiếp. Thành công của Toyota Corolla Cross một phần nhờ vào thị hiếu của người tiêu dùng dần chuyển sang xe gầm cao thay vì dùng xe sedan. Ngoài ra, đây cũng là một cái tên mới trong phân khúc. Điểm nổi bật của Corolla Cross nằm ở tùy chọn động cơ xăng hoặc là động cơ hybrid đi cùng gói trang bị an toàn chủ động. Doanh số của Corolla Cross phần lớn đến từ các phiên bản dùng động cơ đốt trong truyền thống do được nhập khẩu từ Thái Lan nên nguồn cung của Toyota Corolla Cross không được dồi dào như các đối thủ. Vị trí thứ ba trong bảng xếp hạng là Hyundai Kona với doanh số bán ra là 442 xe. Thiết kế không còn mới mẻ là một trong những nguyên nhân khiến cho Hyundai Kona thất thế trước hai đối thủ kể trên. Kết thúc năm 2020 cũng là lúc mẫu xe này đánh mất ngôi vương SUV hạng B vào tay hai đối thủ nói trên. Từ đầu năm 2021 đến nay, mẫu xe này vẫn chưa từng dẫn đầu trong phân khúc lần nào. Trong tháng 4, doanh số Hyundai Kona đạt 442 xe, tăng được 102 xe so với tháng trước đó, nhưng bấy nhiêu chưa đủ để cho mẫu xe này lấy lại vị thế ban đầu. Việc mẫu xe của Hyundai Luma trước Kia Seltos và Toyota Corolla Cross là điều tất yếu khi chưa hề có sự nâng cấp hay thay đổi nào kể từ khi được giới thiệu tại thị trường Việt Nam. Mức giá 639 cho đến 750 triệu đồng cũng không còn là lợi thế lớn hơn để cho chiếc SUV Hàn Quốc có thể cạnh tranh trước các đối thủ các bạn đang xem video trên kênh ô tô giá rẻ chúng tôi luôn đem đến cho các bạn những thông tin bổ ích và lý thú với hình ảnh cụ thể sắc nét và đẹp mắt rất mong các bạn đăng ký kênh và nhớ bật chuông nhỏ bên cạnh để thường xuyên nhận bài chúc các bạn lái xe an toàn vui trẻ hạnh phúc và luôn luôn thành công